Bậc đạo sư giải thích việc này. 688. Chuộc xong trẻ được tắm ngay, uống ăn trang điểm và thay áo quần. Được ông bà bế vào lòng, quốc vương cất tiếng hỏi han ân cần. 689. Ta tin rằng phụ mẫu thân, thầy đều thịnh vượng, an khương mọi bề với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề thảo am. 690. Song thân con có phiền lòng vì loài rắn rít bỏ ong quấy hoài hay bầy dã thú tìm mồi, song thân có tránh mọi loài được chăng? Cậu bé đáp: 691. Cám ơn ông tổ phụ vương Song thân thịnh vượng an cương mọi bề, với bao thóc lúa thu về, và bao củ quả tràn trề thảo am. 692 Song thân không bị phiền lòng vì loài rắn giết bỏ ong quấy hoài, hoặc bầy giã thú tìm mồi. Song thân tránh được mọi loài bình an. 693 mẹ đào củ cải hành hoang, mẹ tìm cỏ thuốc sau thơm bạc hà, táo và hạt rẻ viêu la, mẹ thường hái để cả nhà ăn luôn. 694 Và khi nào mẹ câu mang, dù là củ quả rừng hoang loại gì, cả nhà đều đến tự tề và cùng ăn uống no nê đêm ngày. 695 mẹ con vàng võ ốm gầy bởi vì vất vả suốt ngày kiếm ăn dãi dầu mưa nắng gió sương ở trong rừng rậm thú hoang chú nhiều 696 như hoa sen thật yêu kiều ở trong tay nọ tiêu điều xác sơ tóc bà chỉ mọc lơ thơ vì lang thang giữa rừng già trống trơn 697 Dưới tay bám đất từng hòn, tóc bà buộc chặt từng tròm phía trên. Bà chăm nom ngọn lửa thiêng, đắp nhiều gia thú nằm trên đất dày. Sau khi miêu tả mọi nỗi gian lao nhọc nhằn của mẹ mình như vậy, cậu bé trách móc ông nội qua các lời kệ này. 698 Thói thường ở thế gian này, mọi người yêu quý con trai trong nhà. Nhưng trừ trường hợp này ra, hình như tổ phụ bỏ ra việc này. Vua liền công nhận lỗi của mình. 699 Việc này ta thật trái sai, hại người vô tội, tàn đời rừng hoang. Khi nghe lời của thần dân, ta đành đầy ải con thân trong nhà bảy trăm vậy thì tài sản của ta những gì ta có bây giờ trong tay thuộc quyền sở hữu con trai vết san hãy đến ngay trị vì trên toàn đất nước si vi cậu bé đáp bảy trăm lẻ một không vì lời của ấu nhi vừa rồi mà vương phụ sẽ tái hồi tâu ngài tổ phụ cao ngôi nước mình. Vậy xin Ngài tự thân hành, ban con trai đủ ân lành từ tay. Vua sanh ra ra, liền ra lệnh cho vị đại tướng như sau. 702 Cỗ xe bầy ngựa đi ngay, bầy voi và bộ binh nay sẵn sàng. Thần dân hãy đến quanh vùng, tế sư tất cả đi cùng chỗ kia bảy trăm lẻ ba sáu mươi ngàn tướng lãnh ta giáo gươm tô điểm thật là sinh sao giáp bào xanh trắng hoặc nâu mão cao đỏ tựa máu đào đến kia bảy trăm lẻ bốn giống như đồi lắm quỷ ma nơi ngàn cây mọc chen đua thẳng hàng sáng người thơm ngát dịu dàng với cây thần gió nhẹ nhàng tới lui 705 Hãy đem 14.000 voi Trang hoàng toàn thể cân đai bằng vàng Bọn nài voi giáo liềm mang Cùng nhiều bầy ngựa ta ban lệnh này 706 Ngựa xin toàn thể cả bầy Sống nòi cao quý vẫn hay tốc hành Mỗi con chở một kỵ binh Hiên ngang cung kiếm bên mình sẵn mang 707. cỗ xe một vạn bốn ngàn, điểm tô thật đẹp, yên cương đủ đầy, bánh làm sắt rất khéo thay, giáp vàng toàn thể thắng ngay cả đoàn. 708. Phướng cờ chuẩn bị sẵn sàng, giáp bào khiên mộc vai mang xuất hành, cung tên đầy đủ bên mình, những người chiến sĩ giao tranh không sờn vua phát họa việc thành lập đạo binh của ngài như vậy xong. Rồi ra lệnh san bằng đường xá từ thành Setutara đến núi ca có chiều rộng tám xào và trang hoàng đường ấy theo cách này cách nọ như sau. Ngài bảo 709 Hoa la ra trải khắp đường những chàng hoa đẹp ngát hương sang màn. Hãy đem lễ vật cúng giường đặt ngay trên lối quân vương du hành. 710. Hãy đem ra rượu trăm bình, mỗi thôn mời mọi dân lành muốn say. Trăm bình rượu ấy đặt ngay, bên đường vương tử, mai này hồi loan. 711. Hãy đem bánh thịt sẵn sàng, món canh phải khéo trang hoàng cá ngon đem ra đặt ở vệ đường, ở ngay trên lối quân vương đi về. 712. Rượu dầu bơ sữa hạt kê, sữa chua cơm chín ê hề thức ăn, đem ra đặt chúng bên đường, ở ngay trên lối quân vương đi về. 713. Hỏa đầu quân hãy tự tề, người làm bánh mứt làm hề hát rong, người nhào lộn, các vũ công, những người đánh trống, đóng tuồng xài khuây. 714. Đàn tỳ trổi giọng lên ngay, tù và inh ỏi, đủ đầy thần dân. Chống con, chống lớn khua dần, khắp nơi đủ loại, thùng thùng dậy vang. Vua phát họa cách chuẩn bị trang hoàng đường xá như vậy. Còn Yuzaka ăn uống quá nhiều, không tiêu hóa nổi nên chết ngay lập tức. Vua ra lệnh tổ chức tang lễ, thông báo chuyển đi khắp kinh thành bằng tiếng trống, nhưng không tìm ra thân quyến của lão, nên tài sản của lão lại trở về tay vua. Vào ngày thứ bảy, tất cả đạo quân tụ họp đầy đủ. Vua Long Trọng làm lễ xuất hành cùng với Gia Ly làm người dẫn đường. Bậc đạo sư diễn tả việc này như sau. 715 Đạo quân hùng hậu lên đường, đạo quân của cả nước non quê nhà, đi về phía núi Vam Ca. Gia Ly hướng dẫn đoàn ra trước liền. 716 Voi già đã 60 niên, giống lên một tiếng như kèn dậy vang. Thú rừng gầm thép rộn ràng, những khi chúng buộc dây cương chặt vào. 717 Bánh xe rồn rập xôn xao, rồi bầy ngựa hí giọng cao vang lừng. Đại quân thẳng tiến lên đường, mịt mù tung đám bụi hồng như mây. 718 Nhu cầu cung cấp đủ đầy đạo quân quyết trí đi ngay sẵn sàng. Gia Ly hướng dẫn cả đoàn tiến về đồi núi Bạt Ngàn Pham Ca. 719 Đi vào sừng rậm bao la, tưng bừng chim chóc, cỏ hoa muôn loài. Với bao hoa nở nụ cười, với bao trái chín làm người mừng vui. 720 Khi rừng đang độ hoa tươi, chim ca rào rạt như trời đổ mưa. Véo von, díu dít gần xa, với bao đôi cánh sáng lòa bay ngang. 721 Ngày đêm thẳng tiến lên đường, cuối cùng chấm dứt đường trường nơi đây. Tiến vào trong xóm thôn này, vết Santara chúa lâu dày ẩn thân. Trên bờ hồ Muchalinda, Vương tử Gia Ly bảo đoàn cắm trại. Cậu đặt 14.000 cỗ xe hướng ra phía con đường họ vừa đến. Và vệ binh đứng giải rác canh phòng sư tử, cọp, tê giác và các dã thú khác. Lúc ấy có tiếng voi giống to cùng nhiều tiếng ồn khác. Bậc đại sĩ nghe vậy sợ mất vía, nghĩ thầm. Chúng đã giết phụ vương và đến đây tìm ta. Ngài liền đưa mắt đi cùng leo lên một ngọn đồi và quan sát đoàn quân. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 722 Đoàn quân rầm rộ đến gần, vết Santara lắng nghe ầm ầm vang. Ngài trèo lên ngọn đồi hoang, nhìn đoàn quân ấy kinh hoàng lắm thay 723 Mát đi, hãy lắng nghe này Âm thanh gầm thét, tràn đầy rừng hoang Tiếng bầy ngựa hí, nghe vang Nhìn cờ phấp với bay ngang ngọn đồi 724 Phải chăng bọn thợ săn mồi Với dao lưới bẫy, ở nơi hố hầm Đi tìm giá thú trong rừng Đang gào thét để truy lùng chúng đây 725 Chúng ta những kẻ lưu đầy Mặc dù vô tội Ở ngay trong rừng Đang chờ cái chết bạo hung Rơi vào tay của cửu nhân bây giờ Khi nàng nghe lời này Nàng nhìn đạo quân Và tin rằng Đó chính là quân đội của nước mình Nàng liền ngâm vần kệ An ủi ngài 726 Thầy đều tốt đẹp với ta, quân thủ không hại vương gia đâu nào. Không hề có ngọn lửa cao, đủ năng lực để tràn vào đại phương. Do vậy, bậc đại sĩ được an lòng, cùng mắt đi bước xuống đồi và ngồi trước lều cỏ. Bậc đạo sư giải thích việc này. 727 Vết san ta bậc đại vương Nghe vậy bước xuống từ vườn đồi hoang Và ngồi ngay trước thảo am Nhưng lòng vẫn thấy bàng hoàng bất an Lúc ấy vua sanh ra ra Chuyển đưa hoàng hậu đến và bảo bà Này ái hậu Nếu tất cả chúng ta đều đến đó Sẽ gây chấn động lớn Vì vậy chậm sẽ đi trước một mình khi nào bà cảm thấy các con đã lắng dịu và an lòng, thì bà có thể đến với một đám tùy tùng nhé. Một lát sau, Ngài bảo Gia Ly và Kanhasina đến. Ngài quay cỗ xe hướng về đường cái, từ đó Ngài vừa đến đây. Và đặt quân canh phòng nơi này nơi nọ xong. Rồi ngự lên mình voi đầy đủ cân đai và đi tìm vương tử. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 728 Điều hành quân đội sẵn sàng, vương xa hướng đến con đường vừa qua và đi tìm trốn rừng già nơi kia vương tử làm nhà độc cư. 729 Trên mình voi báu vua cha, hoàng y ngài đã khoác hờ trên vai Dơ cao nắm chặt đôi tay Ngài đi trao lại chiếc ngai con mình 730 Ngài nhìn vương tử đẹp xinh dáng không sợ hãi an bình trong tâm Ngồi ngay ở trước thảo am Và đang tĩnh lặng thâm trầm tư duy 731 Vết Santara với mát đi thấy vua cha phải vội đi đón mừng. Vừa khi vương phụ đến gần, trong lòng mong mỏi viếng thăm con ngài. 732. Mát đi đành lễ tức thời, đặt đầu nàng trước chân ngài phụ vương. Ngài ôm chặt cả hai con, đôi tay ve vuốt đem nguồn hân hoan. Vừa khóc than vì buồn tuổi, vua cha vừa ân cần hỏi con. 733 Ta tin rằng, hỡi con thương, con thường thịnh vượng, an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về, và bao củ quả tràn trề ẩn am. 734 Con nay có bị phiền lòng vì loài rắn rít bỏ ong quấy hoài, hoặc bầy giã thú tìm mồi, chẳng hay con tránh mọi loài được chăng? Bậc đại sĩ đáp lời phụ vương 735 Chúng con sống, tấu phụ thân, cuộc đời cực khổ khốn cùng vừa qua. Chúng con nỗ lực tối đa để ăn những thứ tìm ra quanh đồi. 736 Nghịch xuyên rèn luyện con người, như người giữ ngựa luyện loài ngựa hoang. Nghịch duyên này, tấu phụ vương, đã làm thuần thục chúng con nơi này. 737 Nhưng vì xa vắng lâu ngày, song thân khiến chúng con gầy tấm thân, bị lưu đầy, tấu đại quân, và đi vào sống trong rừng hoang sơ. Sau đó, Ngài hỏi cha về số phận của các con. 738 Nhưng Gia Ly với Can Ha, vương tôn bất hạnh của cha nối dòng, bà La Môn nọ bạo tàn, đã xua đuổi chúng như đàn bò non. 739 Nếu cha biết chút gì chăng về đôi trẻ nhỏ nối dòng nói ngay, như y sư chữa khéo thay, một người bị rắn cắn ngay tức thì. Vua Cha Đáp 740 Cả Can Ha với Gia Ly Giờ đây đã được chuộc về Hoàng Cung Ta đem tiền trả đạo nhân Vậy đừng sợ Hãy yên lòng con thương Bậc đại sĩ được an tâm Khi nghe điều này Và vui vẻ đàm đạo với vua cha 741 Con mong cha được an khương và không còn chuyện lo buồn xảy ra. Mẹ con không phải lệ xa đến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng. Vua cha đáp 742 Cám ơn cha được an khương và không còn chuyện đau buồn xảy ra. Mẹ con không phải lệ xa đến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng. Bậc đại sĩ nói 743 Con mong vương quốc thịnh hưng và toàn đất nước Giang Sơn an toàn. Đàn gia súc thật hùng cường và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng. Vua cha đáp 744 Ồ, vương quốc vẫn thịnh hưng và toàn đất nước Giang Sơn an toàn. Đàn gia súc thật hùng cường và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng. Trong khi hai vị nói chuyện với nhau như vậy, hoàng hậu Fusati cảm thấy tất cả mọi người hẳn đã chút hết lo âu nên bà đến thăm con trai cùng với một đoàn tùy tùng rầm rộ. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 745 trong khi hai vị luận bàn, bấy giờ lại thấy mẫu thân đến gần. Bước vào cửa lớn Thảo Am, dù là hoàng hậu, chân trần xá chi. 746 Vết Santara với Mát Đi, thấy thân mẫu vội ra đi đón mừng. Mát Đi liền chạy lại gần, đặt đầu nàng xuống trước chân mẹ hiền. 747. Mát đi bất chợt nhìn lên, thấy hai con trẻ bình yên sờ sờ. Như bê con thấy mẹ bò, chúng liền la hét thật to chào mừng. 748. Mát đi thấy chúng bình an như người quỷ ám, vội vàng phi thân, run run bầu sữa phòng căng vú nàng cho các con ăn thỏa lòng. Ngay lúc ấy, núi đồi vang động, quả đất rung chuyển, đại dương nổi sóng. Núi Tu Di, chúa tể của núi đồi, cúi mình xuống. Sáu cõi trời của chư thiên đồng vọng một âm thanh vĩ đại. Sắc ca thiên chủ nhận thấy cả sáu vị trong hoàng gia cùng đám tùy tùng đều nằm bất tỉnh trên mặt đất và không ai có thể đứng lên dẩy nước cho các người kia. Vì vậy, Ngài quyết định đổ một cơn mưa lớn. Ngài làm mưa rơi xuống. Kẻ nào muốn ướt đều được ướt. Kẻ nào không muốn thì không có một giọt mưa nào rớt xuống mình họ. Mà nước lăn ra như thể từ ngọn lá sen. Cơn mưa ấy Thật sống mưa rơi trên cụm lá sen Sáu người trong hoàng gia đã hồi tỉnh Và tất cả mọi người đều gieo to Trước sự kiện diệu kỳ Là mưa rơi trên đám người trong hoàng tộc như thế nào Quả đất lớn chấn động ra sao Bậc đạo sư giải thích việc này như sau 749 Ngay khi thân tộc Tương phùng, âm thanh vĩ đại liền bùng nổ ra, các đồi núi vọng vang xa, đất bằng rung chuyển, thật là mạnh thay. 750. Trời liền đem một phần mây từ trên giáng xuống, mưa đầy tuôn ra. Khi quân vương Vesantara vừa cùng tái ngộ hoàng gia của ngài. 751. Đến 752 Phụ vương, mẫu hậu, con trai, con dâu, các cháu đồng thời nơi kia. Khi vừa sum họp một nhà, tóc đông dựng đứng, thịt da sợn người. Thần dân đồng vỗ tay hoài, nêu cao nguyện ước một lời với vua. 753 Dân yêu cầu vết Santara và mát đi thầy cùng la vang lừng. Hãy làm chúa tể chúng thần, quốc vương hoàng hậu nghe dân gọi vầy. Lúc ấy, bậc đại sĩ nói với vua cha. 754 Phụ vương quần chúng lâu nay, dân quê thành thị lưu đầy thần nhi. Khi con đang ngựa ngay kia và đang theo cách trị vì tránh chân. Vua cha đáp lời để xoa dịu nỗi giận hờn của con. 755 Thật là ta đã sai lầm khi ta làm hại con không tội này. Vì nghe lời của dân vầy, ta đưa đến chốn lưu đầy con ta. Ngâm vần kệ này xong, ngài thêm một vần nữa để mong được xoa dịu nỗi sầu riêng của mình. 756 Nỗi sầu của mẹ cùng cha hoặc là em gái muốn xoa dịu dần. Nam Nhi không chút ngập ngừng, cho dù ta phải hiến dâng cuộc đời. Bồ Tát đã mong muốn trở lại vương vị, nhưng tránh nói nhiều để tạo niềm kính trọng đối với Ngài. Bây giờ mới đồng ý. Lập tức 60.000 quần thần các bạn thân của ngài từ bé đồng la lớn. 757. Đại vương tắm rửa đến thời tẩy cho sạch hết trần ai bấy giờ. Nhưng bậc đại sĩ đáp: Hãy đợi một lát. Rồi ngài bước vào trong thảo am, cởi bộ áo ẩn sĩ ra và cất đi. Kế đó, ngài bước ra khỏi am, và nói Đây là nơi ta đã sống 9 tháng rưỡi tu tập khổ hạnh và đã đạt pháp tối thượng về bố thí viên mãn khiến quả đất chấn động. Ngài đi quanh am lá ba lần về phía hữu và quỳ lại trước am với năm phần thân sát đất, chán, hai cùi tay, bụng, chân, đầu gối rồi quần thần trải chuốt dâu tóc ngài và dày nước lên thân ngài để làm lễ quán đành phong vương. Trong khi ngài sáng rực trong vẻ uy nghi như một vị thiên đế. Vì vậy, chuyện kể. Thế rồi, vua Vesantara tẩy cho thật sạch đất dơ bụi trần. Uy lực vinh quang của ngài thật vĩ đại thay ngài nhìn đến nơi nào thì nơi ấy đã rúng động những ai khéo nói lời chúc lành đều lên tiếng phát biểu dân chúng đem đến đủ loại nhạc cụ đàn sáo trên đại dương có tiếng vang dậy như sấm sét quần thần đưa vào con voi báu đã được tô điểm cân đai rực rỡ ngài vừa đeo thanh bảo kiếm vào mình vừa ngự lên bảo tượng trong khi 60.000 quần thần vây quanh ngài thành một cuộc giàn binh thật hùng tráng, huy hoàng và dày nước làm lễ tấn phong cho mát đi. Họ vừa dày nước vừa kêu to, cầu mong chúa tể Vết Santara bảo vệ hoàng hậu. Họ còn nói thêm nhiều lời chúc lành khác nữa. Bậc đạo sư diễn tả việc này như sau. 758 Đầu vừa được gội sạch xong, xiêm y lộng lẫy, trang hoàng oai phong. Đeo vào thanh kiếm vô song, ngự lên bảo tượng bạn đồng hành xưa. 759 60 ngàn bạn ấu thơ, ngắm xem thật đẹp bước ra quê quần. Nay là 6 vạn quần thần, thầy đều kính lễ chúa công tức thì. 760 Cung Nga tắm gội mát đi và đồng cầu trúc vương phi vang lừng. Vết Santara bậc đại vương, sanh ra thái thượng bảo toàn nương nương. 761 Thế là mọi sự phục hoàn và hồi tưởng nỗi đau buồn đã qua trên miền đất của nhà vua Nhân dân mở hội hát ca vui mừng. 762 Thế là mọi sự phục hoàn và hồi tưởng nỗi đau buồn đã qua. Vương Phi hạnh phúc chan hòa cùng đi với các con thơ lạc bầy. Trong niềm hạnh phúc ấy, nàng nói với các con. 763 Mẹ ăn một bữa mỗi ngày Mẹ nằm ngủ mặt đất này trống trơn. Đó là nguyện ước yêu thương. Đến khi con được vuông tròn tìm ra. 764 đến 765 Lời nguyện đã đạt bây giờ. Và nay lần nữa mẹ tha thiết cầu. Điều lành gì tạo bấy lâu. Ước mong bảo hộ ngày sau con nhờ và mong tổ phụ sanh ra luôn che chở các con nhà từ đây. 766. Điều lành gì tạo bấy nay bởi thân phụ hoặc chính tay mẹ mà. Ước mong con trẻ không già nhờ chân chính các con thơ trường tồn. Mẫu hậu Phu Sa cũng bảo kể từ nay Vương phi sẽ mặc những xiêm áo này và mang các nữ trang này và bà trao cho nàng các thứ ấy đựng trong nhiều hộp. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 767 vải bông, tơ lụa, áo quần, thật là tuyệt mỹ, màn chăn thiếu gì. Mẫu hoàng trao tặng mát đi, làm cho sắc đẹp vương phi sáng bừng. 768. Vòng tay, vòng cổ, vòng chân, mạng che chắn, chiếc đai lưng trang hoàng, mẫu thân gửi tặng cho nàng, làm cho nàng đẹp huy hoàng sáng tươi. 769. Và khi công chúa tuyệt vời ngắm nhìn châu báu sáng ngời nàng mang dỡ dàng nàng chiếu ánh quang khác nào các vị nữ thần lạc viên 770 với đầu tầm ướt tóc tiên nữ trang xiêm áo ngắm nhìn đẹp tươi vương phi tỏa ánh sáng ngời như là thiên nữ cõi trời băm ba 771 trong vườn thiên giới chít ta cây ba tiêu, ngọn gió lùa nhẹ dung. Đôi môi công chúa tuyệt trần, dáng nàng khả ái như thân cây trời. 772 Như chim lông đẹp sáng ngời, lượn bay khắp mọi nẻo trời trên không. Môi nàng xinh tựa đóa hồng, dung nhan làm ngẩn ngơ lòng thế nhân. 773 Chúng dân voi đẹp, còn xuân, con voi dũng mãnh, oai phong, hùng cường, không hề biết sợ giáo gươm, ngà dài, chẳng sợ chiến trường ba quân. 774 Nàng lên voi nọ, còn xuân, con voi dũng mãnh, oai phong, hùng cường, không hề biết sợ giáo gươm, ngà dài, chẳng sợ chiến trường giao tranh. Như vậy, cả hai vị tiến về doanh trại trong cảnh đại huy hoàng. Phụ vương sanh ra ra và đoàn tùy tùng đông vô số. Bày đủ trò tiêu khiển hai vị trên đồi và trong rừng suốt một tháng. Suốt thời gian ấy, nhờ uy danh của bậc đại sĩ, không một dã thú hay chim muông nào gây tai hại gì trong khu rừng bao la ấy. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 775 Nhờ vết Santara, Chúa Quang Vinh, xuyên qua suốt giải rừng xanh bạt ngàn, không loài xã thú chim muông, làm gì hại chúng bạn luôn làm lành. 776 đến 777 Và khi Ngài phải đăng trình muôn loài như một đồng tình tiễn đưa chim muông dã thú gần xa mọi loài trong chốn rừng già cùng nhau lặng im mọi tiếng xôn xao khi ngài rời chốn rừng sâu lên đường sau một tháng hội hè vui chơi vua sanh gia gia triệu tập vị đại tướng quân vào bảo ta đã ở trong rừng này lâu rồi thế con đường chuẩn bị cho vương nhi trở về đã sẵn sàng chưa ông đáp tâu chúa thượng đã đến lúc ra đi ngài liền nhắn lời đến vua vesantara và cùng quân đội khởi hành theo sau là đám tùy tùng trên con đường đã được chuẩn bị từ lòng đồi vamka đến kinh thành jetuttara bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 778 Đường vua đi mới được làm Với muôn hoa lá trang hoàng đẹp xinh Từ nơi ngài ở rừng xanh xuôi dần đến chốn kinh thành dê tút ta ra 779 60 ngàn bạn ấu thơ Nam nhi phụ nữ thương gia quê quần Đạo nhân trở lại quê hương về kinh đô tiến thẳng đường Zetutara. 780. Nhiều người quản tượng, quản xa cùng đoàn vệ sĩ hoàng gia xuất hành và nhiều lữ khách bộ binh thầy đồng tiến tới kinh thành Zetutara. 781. Chiến binh mang mão áo da, quân mang bào giáp sáng lòa kiếm thương để cùng bảo vệ quân vương về kinh đô tiến thẳng đường Jetutara. Nhà vua trải qua cuộc hành trình dài 60 dặm đường trong 2 tháng. Sau đó, ngài vào thành Jetutara được trang hoàng để mừng đón ngài và ngài bước lên hoàng cung. Bậc đạo sư giải thích việc này. 782 Đoàn quân vào đến thành đô, đẹp xinh hào lũy, cửa ô cao vầy. Đàn ca múa hát vui thay, thức ăn thức uống đủ đầy luôn luôn. 783. Thần dân toàn thể hân hoan, từ nông dân đến thị dân mọi nhà. Chào mừng trở lại quê cha, vương nhi danh vọng gần xa vang lừng. 784. Mọi người đều vẫy chiếc khăn lên không để đón ân nhân đến gần. Bấy giờ có tiếng trống dung. Lệnh truyền đại xá ban ân muôn loài. Như vậy, vua Vesantara ban ân xá mọi sinh vật cho đến loài mèo. Và hôm ấy, ngài vào thành về buổi chiều tối. Ngài suy nghĩ khi vừa tảng sáng, những kẻ cầu ân nghe tin ta trở về sẽ đến đây. Vậy ta lấy gì cho họ đây? Ngay lúc ấy, chiếc ngai của thiên chủ sắc ca bỗng nóng lên. Ngài xem xét và thấy rõ lý do. Ngài liền đổ xuống một trận mưa gồm bảy báu vật chẳng khác gì trận mưa rông tràn ngập cả mặt tiền lẫn hậu cung đến tận thắt lưng và khắp cả kinh thành đến tận đầu gối hôm sau vua phân chia các phần đất này nọ cho nhiều gia đình và cho phép họ thu lượng châu báu phần còn lại ngài truyền quân góp nhặt và cất vào kho tàng trong cung thất của ngài như vậy ngài có sẵn các kho báu để phân phát trong tương lai bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 785 Khi vết Santara, Chúa tái hồi, Đại vương bảo hộ mọi người si vi, Trời cho mưa báu tràn trề, Ở trên đất nước là quê hương này. 786 Vết Santara, vương tử rộng tay, Phát ban tặng vật đủ đầy toàn dân cuối cùng ngài đã mạng chung tràn đầy trí tuệ thiên cung ngài về khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại vết santara với gần cả ngàn bài kệ này ngài nhận diện tiền thân thời ấy devadatta đề bà đạt đa là juzaka nàng trinh cha là amitata pana Chana sa là Cheta-putta. Sariputta, xá lợi phất là vị khổ hạnh Akchuta. Anuruddha, luật là Sakka. Vua Suddhodana, tịnh phạn, là vua Sanjaya, Vương hậu Mahamaja, maja, là Phusati. Mẫu thân của Rahula là vương hậu đi Rahula là vương tử Sali. Upalavana liên hoa sắc là Kanhasina. Các đệ tử Đức Phật là thần dân và vua Vesantara chính là ta. Hết chuyện tiền thân. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp số 72, xuyệt 14. Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08 438 Website diệu pháp âm .net kênh youtube youtube com xuyệt diệu pháp âm